thì tôi sẽ test chiếc máy khoan đất cùng với mũi khoan 100 mm cho các bạn xem. Đối với chiếc khoan này thì có thể dùng cả một người và hai người. Bây giờ tôi sẽ nổ máy để test chiếc khoan này. Đây là bề rộng của chiếc khoan. Ông bây giờ thì tôi sẽ test chiếc máy khoan đất này với mũi khoan 150 mm. Bây giờ chúng ta hãy cùng khoan với chiếc mũi khoan có đường kính là 200 mm. Bây giờ ta sẽ test mũi khoan có đường kính là 250 mm. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng test máy với mũi khoan có đường kính là 30 cm. Vâng, và đây là thành phẩm của chiếc hố mà chúng ta đã đào bằng chiếc máy khoan đất với lưỡi khoan có đường kính là 300 mm. Đây là lỗ khoan của nó, đường kính 30 cm. Ở những nơi đất rất là nhiều đá thì máy vẫn khoan tốt. Đất cứng và đá nhiều thì máy vẫn khoan bình thường. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.